Sau một tuần trình Đạt xin chào tất cả quý anh em. Thì hôm nay Đạt sẽ tư vấn cho anh em, giải đáp thắc mắc cho anh em, một số anh em hỏi Đạt về cái vấn đề đó là làm sao để mà có một cái con xe mà nó bền, như anh em chạy rim Thái hay như anh em chạy dòng xe ngày xưa Super, rim Thái, các cái dòng quay ngày xưa, thì làm sao để cho nó bền, bởi vì bây giờ xe đấy nó cũng khá là có tuổi rồi, thì làm sao để cho cái xe nó bền và nó chạy ngon nhất có thể. Thì hôm nay Đạt sẽ chia sẻ cho anh em những một số cái tip, số cái cách để mà anh em chúng ta khi mà anh em chúng ta sử dụng thì nó sẽ áp dụng vào á, thì nó sẽ giúp cho xe anh em chúng ta ít nhất là nó sẽ bền hơn, còn chuyện ngon hơn hay không thì nó cũng phải tùy nữa ha, nhưng mà chắc chắn là sẽ bền hơn, cho nên là anh em chúng ta có thể chúng ta coi clip này tham khảo thôi. Hoặc là anh em có những cách nào hay hơn thì chúng ta cũng có thể bình luận ở phía dưới cho Đạt ha. Rồi thì về vấn đề chăm sóc xe thì nó có rất là nhiều cách, nhưng mà cách đầu tiên và cũng là cái mục quan trọng nhất là anh em chúng ta phải kiểm tra nhớt thường xuyên. Nếu anh em không có điều kiện hay nhớt, thực sự thì điều kiện thì nói chung cũng không thể nào đổ là điều kiện được, tại vì nhớt thì nó cũng không phải là một cái vật gì đó quá mắc tiền. Một bình nhớt nó chỉ loanh quanh đâu đó từ 100 đến 150 một bình thôi, cho nên là cũng không thể nào gọi là mắc tiền được, đúng không anh em? Cho nên là mình có thể mình thay nhớt, mình kiểm tra nhớt thường xuyên. Ví dụ như là số km, ví dụ như số km của anh em là số km 1.500, 2.000 đó anh em thay, thì anh em cứ bạn em cộng lên. Hoặc là nếu như mà anh em chúng ta không có coi km thì anh em có thể mở ra anh em kiểm tra, ví dụ như nhớt anh em nó bắt đầu nó đen đen rồi thì anh em chúng ta có thể thay. Hoặc là thời gian, ở ví dụ như mà 5-6 tháng là mình chưa thay nhớt thì cũng thể thay cũng được, tại vì 5-6 tháng thì thực chất ra là nó cũng khá là lâu rồi, và nhớt nó cũng bắt đầu nó khô lại nếu mà nó đang ở trong xe, cho nên là chúng ta có thể thay cũng được đó. Thì thứ nhất là anh em kiểm tra nhớt, thứ hai là anh em coi khi mà anh em thay nhớt thì anh em thay những cái địa điểm uy tín, mua những cái nhớt nào mà nó uy tín hoặc là nó chuẩn chính hãng cho anh em thay. Ví dụ không cần phải là nhớt xịn hay là nhớt không xịn nha, anh em hiểu không? Có nghĩa là không cần phải là dòng nhớt giá rẻ hay dòng nhớt trung cấp hay là dòng nhớt cao cấp, không cần phải như vậy, nhưng mà chúng ta cần thay là thay cái nhớt chuẩn, nhớt chính hãng. Chúng ta đừng thay nhớt giả, nhớt nhái, hàng giả hàng nhái nó sẽ hư xe của mình. Đấy, thứ nhất là về nhớt anh em ha. Đó, thứ hai là về cái vấn đề chúng ta kiểm tra cái xe của mình thường xuyên. Ví dụ như là anh em coi là nó có bị lỏng hay là nó có bị gãy bể một cái chi tiết nào đó, hoặc là anh em bình thường anh em chạy thì có thể chúng ta tăng ga đến được 90-100, nhưng mà đợt này sao chúng ta chạy nó chỉ có lên được có 50-60-70, chúng ta đem ra tiệm ta kiểm tra ha. Và anh em lưu ý giúp mình khi anh em đem đi kiểm tra hoặc là sửa chữa thì anh em chúng ta phải sửa ở những cái chỗ mà nó uy tín hoặc là cái thợ họ có tay nghề cao. Còn anh em sửa những cái chỗ mà nó, thứ nhất là nó không có uy tín, thứ hai là cái người thợ tay nghề của họ thấp, thì đồ của anh em, thứ nhất là nếu mà họ sửa không chuẩn đồ anh em sẽ bị hư, hoặc là một số chỗ nó kém uy tín, nó làm ăn theo kiểu ma quỷ, làm ăn theo kiểu lừa dối khách hàng, nó có thể lấy đồ của anh em luôn, lấy đồ của anh em và thay những cái đồ Trung Quốc vào, thì lúc đó xe anh em bấy bá luôn. Chúng ta phải chọn cái chỗ sửa xe nó chuẩn, kiểm tra xe thường xuyên. Thứ ba là anh em chúng ta kiểm tra các cái ốc ác định kỳ, ví dụ như con nào nó bị lỏng, nó bị hở, nó bị mất ốc thì anh em phải kiếm con ốc khác anh em bù vô liền, để tránh cái trường hợp mà nó rớt ốc ra thì nó sẽ gây ra hiện tượng bắt đầu nó xé đồ. Ví dụ như dàn ốc mà nó ốc nhà áo đi mà nó bị mất nhiều quá thì bắt đầu dàn áo nó sẽ bị lỏng và từ đó nó sẽ bị gãy bát. Gãy bát của áo là đa số là do những con ốc anh em, ốc nó bị rớt ra nhiều quá thì nó sẽ gây ra hiện tượng lỏng dàn áo và bắt đầu là nó sẽ bị tình trạng là gãy dần dần ha, lỏng, hở, gãy, cong, gập. Đó. Tiếp theo là anh em kiểm tra nhông sen dĩa. Nhông sen dĩa thì một bộ phận rất là quan trọng rồi. Anh em kiểm tra nhông sen dĩa thường xuyên. Nếu mà nhông sen dĩa nó bị mòn, chúng ta thay. Còn nếu như nó bị khô, nó bị trùng thì anh em tăng sen, chêm nhớt, chêm dầu, chêm mỡ bò vào cho nó để nó chạy vận động trơn tru. Đạt được cái tốc độ cũng như là cái độ êm và cái mức độ chuyển động nó tốt nhất. Đó. Tiếp theo là anh em kiểm tra vỏ ruột. Vỏ ruột thì ai cũng phải kiểm tra, nhưng mà mình thấy có một điều là không phải ai cũng quan tâm đến nó, mà chỉ là chạy đến khi nào mà nó lủng quá rồi hoặc là nó mòn quá mức rồi người ta không thể vá được nữa thì anh em mới thay. Thì thực sự tới lúc mà nó mòn quá rồi lại chạy rất là nguy hiểm, tại vì lúc đấy nó trơn nên em, cái vỏ nó trơn nên đôi khi anh em chạy tốc độ cao hoặc là vào những cái đường khó thì nó sẽ bị té trượt ngã gây nguy hiểm cho bản thân của mình ha. Thì chúng ta kiểm tra những cái vỏ ruột thường xuyên, và đặc biệt là anh em chúng ta lưu ý là chúng ta nên thay
cái vỏ thì nên thay vỏ tốt, nhưng mà ruột thì thay ruột nào cũng được, nhưng mà anh em lưu ý là vỏ là phải thay vỏ tốt nha, đừng có tiết tiền quá thay những cái vỏ quá rẻ thì nó sẽ giảm cái độ bền xuống, và thật sự luôn cái vỏ rẻ tiền anh em xài nó rất là nhanh mòn, cho nên chúng ta thay mà anh em hạn chế là anh em nếu mà anh em đi nhiều thì anh em hạn chế thay những cái vỏ như là mắt xít, tại vì cái vỏ mắt xít đó thì nó bị một cái sau một thời gian sử dụng là cái vỏ nó sẽ bị cao su nó sẽ bị mềm, nó rã ra luôn, nên là cao su nó rất là dính đường, đi chạy thì rất là ngon nhưng mà nó có cái là cái cao su của nó cái độ bền nó rất là kém, chỉ đi một thời gian á, thay vì những cái vỏ khác nó sẽ bị chai lại thì cái vỏ mắt xít nó sẽ bị tơi những cái cao su ra, thì anh em đi nó sẽ càng ngày á nó càng mỏng đi, còn cái vỏ khác đi sẽ càng ngày càng chai, còn mắt xít thì càng ngày cái vỏ nó càng mỏng, cho nên là chúng ta nếu mà lưu ý nếu mà anh em đi thường xuyên thì anh em đừng đi vỏ mắt xít, tại vì vỏ mắt xít nó rất là dễ bị lủng luôn, nó rất là hút đinh. Ngày mình đã trải nghiệm rất là nhiều loại vỏ, mình kết luận là Genshin cũng được, Kasumina cũng được, Marcelin hay là IRC Inu thì quá ngon, nhưng mà chúng ta hạn chế sử dụng mắt xít, tại mắt xít nó hút đinh dữ lắm. Hồi đó mình đi mắt xít mà cán đinh suốt ngày à, mặc dù mấy cái đinh bé xíu xíu mà nó cũng cán, không né được anh em. Đó là lý do mà mình không khuyên anh em là nếu mà anh em đi thường xuyên là anh em chúng ta né mắt xít ra. Rồi, tiếp theo là về vấn đề rửa xe. Thì anh em chúng ta hay có một thói quen là anh em rửa xe tại nhà, hoặc là rửa xe với một cái vòi nước hoặc là một cái xô nước nó cũng được. Thì cái vấn đề rửa xe đấy thì nó nhấp nhấp cho xe anh em nó sẹp sạch, nhưng mà nó chỉ sạch ở những cái chỗ mà chúng ta thấy thôi, còn những cái chỗ mà chúng ta không thấy thì nó sẽ không có sạch. Thì anh em lưu ý, ví dụ như lâu lâu anh em phải đem ra, anh em chúng ta đem ra các tiệm họ rửa thì nhờ họ xịt những cái chỗ mà nó bị che khuất phủ, ví dụ như là gắp hộp xích này kia, đôi khi anh em chúng ta không có lòng tay vô anh em rửa được thì nhờ người ta xịt những cái chỗ đó để cho đất nó bung ra và nó không có bám vào, nó gây đến hiện tượng là xe của anh em nó bị sét, nó bị lủng, bị lủng những cái chi tiết sắt nhôm ăn mòn, lủng sườn, lủng góc hoặc cục xích nha. Rồi ok, tiếp theo là khi mà anh em đi biển, mình thấy có rất là nhiều anh em đi du lịch biển, đi xe đi du lịch biển thì ok không vấn đề gì, nhưng mà anh em đi biển anh em lưu ý anh em về thì em rửa xe giúp cho mình, tại vì rửa kỹ nha, tại vì cái muối biển anh em khi mà nó gắm vào xe mình á, tại vì thực chất ra khi mà anh em đi á là cái gió biển nó sẽ tạt vào, thì trong cái gió biển nó có cái hơi muối, cái hơi ẩm, và trong cái hơi ẩm ấy thì nó có muối, cái lượng muối rất là nhiều, thì khi mà nó tạt vào thì nó sẽ ăn vào xe của mình và nó gây ra hiện tượng là anh em để ý á, thì những cái xe mà ở vùng biển á, thì cái dàn chân của xe đó rất là xấu. Như Đạt là Đạt không bao giờ mua xe ví dụ những cái vùng biển như xe Nha Trang, xe Đà Nẵng, xe Vũng Tàu, Đạt không bao giờ mua, tại vì xe đó là dàn áo nó rất là xấu, dàn chân của nó cũng xấu cực kỳ luôn, tại vì nó bị muối ăn mòn nên nó nổ hết luôn, nổ sơn và nó bong xi, nó bong nhôm hết. Cho nên là anh em lưu ý nếu mà chúng ta đi biển thì anh em về anh em rửa xe kỹ cho mình, chứ không ai bắt anh em vừa đi biển vừa rửa xe đâu, về nó rửa lại thôi cũng được, không sao, nó ăn mòn cũng không có tới mức là 1-2 ngày đó nó mòn được xe mình đâu, nhưng mà chúng ta không rửa lại á, anh em để anh em đi 1 tháng bắt đầu đồ nó sẽ hư rất là nhanh đó ha. Tiếp theo đó là về cái vấn đề chúng ta rửa xe. Rửa xe nãy là mình đã kêu anh em rửa xe kỹ đúng không, nhưng mà anh em rửa xe bằng cái gì nó rất là quan trọng. Thì mình thấy có rất là nhiều anh em chúng ta sử dụng những cái hóa chất mà cực mạnh luôn, nghĩa là bỏ vô là không cần phải dùng khăn lau gì hết là nó tự sạch, đúng, nó rất là tiện, nhưng mà mình lưu ý với anh em nha, những cái hóa chất đấy thì nó sẽ gây ăn mòn trực tiếp đến cái xe của anh em luôn, và sau một thời gian sử dụng những cái chi tiết ví dụ như là tem áo thì nó sẽ xuống màu cực kỳ nhanh, nó sẽ bạc màu rất là nhanh, và những cái chi tiết như là chân căm, những cái chi tiết như là gắp hộp xích, chân ốc nó sẽ bắt đầu reset rất là nhanh luôn, anh em lưu ý cho mình, và cái xe của anh em nó sẽ xuống hạ xuống hẳn 1-2 tông màu sau khi anh em sử dụng những cái đó, mà trong thời gian dài tầm 5-10 tháng là bắt đầu cái dàn áo của chúng ta, cái dàn xe của chúng ta đồ nó sẽ xuống một cách rất là nhanh. Cho nên là anh em lưu ý, chúng ta sử dụng để tiện thì chúng ta chỉ sử dụng lâu lâu thôi, sử dụng đừng sử dụng thường xuyên, một tuần rửa một lần, mà tuần nào anh em cũng rửa bằng cái đó thì khả năng xe của anh em xuống cấp rất là nhanh, cái đó là mình đã kiểm chứng rồi nha anh em nha. Đó thực sự luôn, cái dàn áo và cái bộ tem nó xuống rất là nhanh luôn, mặc dù tem zin, áo zin, sơn zin hết, nhưng mà rửa với cái đấy là hóa chất nó tẩy quá mạnh luôn, có nghĩa là anh em bình thường anh em phải dùng dẻ anh em kỳ cọ thì cái đấy anh em không cần phải dùng gì hết, nó gọi là không chạm. Thì một số chỗ anh em họ pha lỏng thì nó đỡ hơn một chút nhưng mà nó sẽ không sạch, còn nhiều chỗ nó phải đặc xịt vô là nó sẽ bạc màu xe rất là nhanh. Cái đấy là kể cả những anh em mà chúng ta bán cũng phải công nhận cái chuyện đó, cho nên là anh em cứ yên tâm, nói là mình nói chuẩn cho anh em ha. Những cái người mà bán những cái bọt không chạm rồi họ cũng cam, cũng nói là cái đấy có thể gây bạc màu cho xe, xét ốc, cho nên là chúng ta hạn chế chúng ta dùng
dùng lâu lâu dùng thôi, đừng dùng nhiều bởi vì nó sẽ xuống màu. Cái này là mình đang nói tới những người quan tâm đến xe. Còn những người mà đang dùng mà thấy nó tiện thì anh em cứ dùng, không sao hết. Xe của anh em nó bạc màu chút không sao thì ok, cứ dùng. Còn những anh em mà yêu xe, quan tâm đến cái lớp ngoài của xe, quan tâm đến cái độ bền của xe thì mình khuyên là lâu lâu mới dùng thôi, đừng dùng nhiều quá, đừng lạm dụng nó, bởi vì cái đấy nó làm một trong những nguyên nhân gây ăn mòn ha. Rồi, và cuối cùng là anh em chúng ta lâu lâu hãy kiểm tra bộ khung sườn của xe, bởi vì bộ khung sườn nó sẽ rất là quan trọng. Nếu mà nó có đất cát ở trong bộ khung sườn thì anh em chúng ta cố gắng anh em kiếm gỡ cái dàn áo ra để anh em xịt sạch sẽ bộ khung sườn đó luôn, bởi vì nếu mà khung sườn của anh em mà nó dính đất cát, dính nước nhiều quá vô trong, nó sẽ gây sét khung sườn của mình đó, thì rất là nguy hiểm. Sét khung sườn thì phải đi làm đồng, cho nên chúng ta hạn chế đừng để nó sét đấy. Thì nói chung chung quy là anh em kiểm tra xe thường xuyên, nhớ rửa xe thường xuyên, vệ sinh xe kỹ, kiểm tra ốc ác và một số cái chi tiết máy đó. Ví dụ như máy nó kêu tọc 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 tọc, anh em chạy ra tiệm mình kiểm tra cái kêu gì sửa rất là đơn giản, nhưng mà anh em để nó càng ngày nó càng kêu, đến một ngày nó phải dắt bộ thì lúc đấy cái hậu quả nó rất là nặng luôn. Cho nên là nếu như mà anh em chúng ta đang muốn mà những cái xe của anh em nó bền bỉ hơn, tốt hơn, thì anh em có thể chúng ta nên là thực hiện theo những cái điều mà mình gợi ý đó. Còn anh em cảm thấy nếu mà mình được 2-3 phần gì đó thôi cũng được, rất là tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt là nhớt anh em phải kiểm tra kỹ. Và nếu như anh em nào mà chúng ta kỹ hơn thì anh em có thể bọc keo xe lại cũng được. Dán keo xe nó cũng là một trong những biện pháp mà giúp cho xe mình nó được mới. Keo mà nó cũ lột ra, dán keo mới vào là rất là lúc nào xe nó cũng tinh tươm hết. Đấy. Và đặc biệt nếu như anh em có một cái tip nhỏ cho anh em để mà anh em bảo quản cái cây bô của mình. Nếu anh em mua bô á thì chúng ta nên tháo cái vị bô ra. Cái đấy là mình nói sự thật, cái vị chống nắng ở phía cái cổ bô nhá, chứ không phải là cái vị ở phía sau đâu. Nếu mà anh em chúng ta đang xài vị mà có vị phía sau thì cứ để cái vị phía sau lại, cái vị phía sau không ảnh hưởng. Nhưng cái vị bô ở cái cổ bô phía trước, cái đó nó sẽ gây ra cái hiện tượng nếu khi mà chỗ đấy là nó ngay cái bánh xe nó bắn lên và ngay cục máy thì nó rất là nóng, cũng như là nó sẽ bị đất cát bắn dính vào. Mà nếu như anh em có cái vị bô mà chỗ đấy nó thấp nữa thì em cũng không thể rửa sạch được, thì đất cát nó bám ở đấy lâu ngày, nó sẽ gây ra cái hiện tượng là mục cổ bô của anh em, gây bô mất zin, bị mục, phải thay cổ khác. Thì chúng ta có thể là chúng ta gỡ cái vị đó ra, nó cũng không ảnh hưởng đâu anh em, tại vì chỗ đấy nó cũng nằm phía dưới gầm máy, nó cũng anh em cũng không đụng tới nó mà để bỏng đâu, nó nằm tuốt dưới gầm rồi. Thì anh em chúng ta gỡ cái vị chống nóng nó ra để mà chúng ta khi mà anh em rửa xe anh em xịt vô được cái cổ bô luôn, đó là nó sẽ đỡ sét hơn rất là nhiều. Đấy là những cái tip mà mình biết và mình đã có trải nghiệm qua, mình chia sẻ cho anh em. Thì nếu như mà anh em thấy hay thì anh em có thể áp dụng, còn nếu như mà chúng ta cảm thấy nó quá phiền thì mình cứ xài xe theo bản năng, ở cũ thì mình lại thay, cũ thì mình lại sơn sửa cũng được, không sao. Xe là của anh em và quyền sử dụng là của anh em ha. Thì mình chia sẻ một chút như vậy. Còn nếu anh em chúng ta có những cái tip nào hay hơn, những cái cách nào hay hơn thì anh em có thể bình luận phía dưới, chúng ta cùng chia sẻ với nhau để mà có thêm nhiều cái kiến thức kinh nghiệm ha anh em ha. Rồi, xin cảm ơn quý anh em đã theo dõi video clip của Đạt rất là nhiều. Chào tạm biệt tất cả quý anh em nha.